Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Trong số các quái vật làng công nghệ, chỉ còn Mark Zuckerberg là nhà sáng lập duy nhất vẫn nắm ngai vàng. Chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Mark Zuckerberg sắp từ bỏ ngai vàng ở Facebook. Sau khi thông tin nhà sáng lập của Amazon là Jeff Bezos sẽ rời khỏi vị trí CEO của công ty này vào quý 3 được công bố, tờ CNBC ghi nhận chỉ còn lại duy nhất Mark Zuckerberg của Facebook là nhà sáng lập và CEO trong số các công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Cuộc chuyển giao tại Apple từ Steve Jobs sang Tim Cook đã được diễn ra vào năm 2011 khi Jobs lâm bệnh và sau đó qua đời. Microsoft đã tiến hành việc chuyển giao chức CEO Satya Nadella vào năm 2014 khi Steve Ballmer nghỉ hưu, còn nhà sáng lập Bill Gates cũng rời khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Trong khi đó, hai nhà sáng lập Larry Page và Sergey Brin của Alphabet, công ty mẹ của Google, đã giao quyền CEO lại cho Sundar Pichai vào năm 2019. Như vậy là Zuckerberg đã nắm quyền ở Facebook mà chưa hề có bất kỳ sự gián đoạn nào kể từ khi đồng sáng lập công ty này vào năm 2004 tới nay. Ngoài ra, các nhà đồng sáng lập khác đều đã rời khỏi Facebook và chỉ còn lại mình Mark Zuckerberg trụ lại. Không giống như những nhà lãnh đạo khác, bao gồm cả Jeff Bezos, Zuckerberg nắm giữ đa số quyền biểu quyết tuyệt đối đối với cổ phiếu Facebook. Điều đó mang lại cho anh ấy khả năng lãnh đạo công ty khi thấy phù hợp mà không cần lo lắng về các cổ đông như ở các công ty khác. Ví dụ như trường hợp Microsoft, các nhà đầu tư tại Valuet đã thúc đẩy những thay đổi trong ban lãnh đạo của công ty này. Bất kỳ cổ đông nào không đồng ý với hướng đi của Zuckerberg, chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó là bán cổ phiếu của họ ở Facebook. Điều này cho phép Zuckerberg bắt tay vào các dự án dài hạn và thực hiện chúng trong khoảng thời gian mà anh ấy thấy phù hợp, đặc biệt là trong trường hợp của Oculus, công ty thực tế ảo mà Facebook đã mua với giá là 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2014. 7 năm kể từ khi mua lại, Oculus vẫn chưa phát triển thành công hoạt động kinh doanh mà Facebook đã hình dung khi mua lại, nhưng không phải chịu bất kỳ áp lực nào từ phía các cổ đông của Facebook. Mark Zuckerberg có thể tiếp tục thực hiện dự án con cưng của mình, miễn là anh ấy còn thấy phù hợp. Trong khi đó thì tầm nhìn và cách thực hiện của Zuckerberg đã khiến cho anh trở nên thống trị. Từ việc phát minh The News Feed vào năm 2006, thông qua việc mua lại Instagram và WhatsApp, cũng như việc sao chép tính năng Story mà Snapchat đã đổi mới vào năm 2016 của Instagram. Phải thừa nhận rằng Mark Zuckerberg đã đưa ra nhiều quyết định đúng hơn là sai. Các công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực đều đã bị tụt lại phía sau. Cũng chính bởi vậy mà một tiểu ban của Quốc hội đã xác định rằng Facebook đang độc quyền trên thị trường mạng xã hội. Thay đổi luôn luôn tốt. Có một sự thật là cả Apple, Microsoft và Alphabet, cho dù thay đổi CEO nhưng cách hoạt động kinh doanh của họ đều tốt lên trông thấy. Apple. Dưới thời của Tim Cook, cổ phiếu của Apple đã tăng hơn 10 lần, từ mức 13,44 đô la Mỹ năm 2015 lên con số 134,99 đô la Mỹ. Trong khi đó thì doanh thu tăng hơn 153% từ mức 108,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2011 lên mức 274,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Dù được đánh giá là có ít cải tiến đổi mới hơn so với thời của Steve Jobs dẫn dắt, nhưng kỷ nguyên Apple dưới thời Tim Cook có được sự hoạt động ổn định và chắc chắn. Với Microsoft thì sao? Cổ phiếu Microsoft dưới thời Nadella đã tăng hơn 7 lần, từ mức 36,25 đô la Mỹ vào tháng 2/2014 lên mức 239,51 đô la Mỹ. Doanh thu tăng gần 62% từ mức 77,8 tỷ đô la Mỹ năm 2014 lên con số 125,8 tỷ đô la Mỹ năm 2020. Microsoft không cho ra đời quá nhiều sản phẩm mới dưới thời CEO Nadella, nhưng lại có một sự dịch chuyển quan trọng với mô hình kinh doanh từ bán phần mềm và giấy phép hệ điều hành sang bán phần mềm như dịch vụ đăng ký thuê bao. Đặc biệt, công ty cũng đã phát triển mạnh mảng điện toán đám mây, mảng kinh doanh được dự đoán sẽ vượt qua Office, trở thành sản phẩm có doanh thu lớn nhất của công ty trong năm tới. Còn đối với Alphabet, Pichai là cái tên mới hơn khi chỉ vừa mới lên nắm quyền. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Alphabet đã tăng 48% từ mức 1.294,74 đô la Mỹ từ tháng 12/2019 lên mức 1.919,12 đô la Mỹ. Doanh thu tăng gần 13% từ mức 161,9 tỷ đô la Mỹ năm 2019 lên mức 182,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Kể từ khi lên nắm quyền CEO, Sundar Pichai chưa có được nhiều thời gian tập trung vào đổi mới, mà thay vào đó phải giải quyết nhiều vấn đề, bao gồm xoa dịu lực lượng lao động của công ty, đối phó với hậu quả từ đại dịch COVID-19 và các cuộc chiến pháp lý của công ty.
Mặc dù còn là quá sớm để đánh giá được hiệu quả lãnh đạo của Startup Pichai, nhưng các nhân viên đều nhận định rằng Pichai có sức ổn định và nắm chắc về mặt kỹ thuật. Còn về phần Amazon, nhiều chuyên gia nhận định rằng cuộc chuyển giao quyền lực giữa Jeff Bezos sang cho Eddie Jassy cũng sẽ mang lại được kết quả tốt. Lý do là bởi Jassy đã có nhiều năm gắn bó và hiểu được Amazon. Ngoài ra, ông cũng đang dẫn dắt mảng kinh doanh hái ra tiền của công ty làm mảng điện toán đám mây. Dù cho các ví dụ này đều cho thấy thay đổi là tốt, thì có lẽ chúng ta cũng sẽ không sớm được chứng kiến cuộc chuyển giao quyền lực ở Facebook. Ở tuổi 36, Mark Zuckerberg vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ta sẽ sớm từ bỏ ngai vàng của mình. CNBC, Bloomberg, Vân Đàm, Doanh nghiệp và Tiếp thị, CafeBiz, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.